Thì hôm nay mình và Vy Đắc sẽ tham gia một thử thách của Me and You để kiểm tra kiến thức về Blockfood từ mức độ dễ đến siêu khó. Và chỉ có 1% những người chơi Blockfood có thể trả lời những câu hỏi này. Nên nếu như các bạn cũng muốn tham gia thì hãy cùng mình xem hết video này nha. Và đừng quên comment số câu hỏi các bạn đã trả lời được ở phía bên dưới để xem coi ai là người có nhiều kiến thức về Blockfood nhất. Và đừng quên là các bạn có thể sử dụng tổng với 4 với 145 cái phần bình luận nha. Rồi, à, để easy vậy nha, nếu em làm sai có nghĩa là em không chơi Blockfood từ đầu, em nói xạo. Rồi, cái này ai chọn câu hỏi? Này là người ta random câu hỏi. Đến với câu hỏi mức độ dễ đầu tiên, đó chính là có bao nhiêu C ở trong Blockfood. Cô em biết, em biết. Rồi, mời em trả lời. Em cũng chọn câu B. Rồi, ok. Anh nghĩ câu này nó cũng hơi khó đó. Ui, cái đảo đầu tiên trong Blockfood là gì? Câu C. Ờ, anh cũng chọn câu C luôn. Chọn hay ta, tính ra cũng dễ thiệt á. What are the stats in the game? Mấy cái chỉ số trong game là cái gì? Rồi, khó rồi đó. Câu D. Không, câu B. Melee, defense, sword, gun, block foot hả? Ừ, anh cũng chọn câu B luôn. Ui hay gì vậy? Phải chọn nhanh lên nó mới thử hết. Rồi. Ai là người tạo ra Blockfood? My game 43. Get game hả? Là em chọn câu D. Không, chọn rồi. Vậy là với Đắc đã sai một câu nha các bạn. Ủa, mày ghét game. Mát cấp. Câu đi. 2090. Ừ đúng rồi. Rồi, dễ quá. Câu hỏi tiếp theo, bạn cần level bao nhiêu để có thể lên được C2? 700. Ờ, một câu hỏi khó ha. Level 1 hả? Chắc chắn là không phải rồi. Không, 700 mà. Ừ, thì đương nhiên anh biết mà. Đương nhiên là câu B rồi. Rồi, con boss đầu tiên trong Blockfood là gì? Rosilla, Monkey King hay là Rosilla King? Ôi khó, Rosilla King hay Rosilla ta? Anh chọn khó thì cái gì? Em chọn Rosilla King. À, vậy anh chọn câu C luôn đi. Anh nghĩ câu C á, tại nhớ là Godzilla King, tại vì nó gần mấy con khỉ đỏ hơn. Em chọn đây câu A. À, thôi thôi, cứ cho hút chọn câu chung mình đi các bạn, không làm khó được. Ai code để vô cái red ở C2 là cái gì? Em không bao giờ nhớ luôn, em nhắn đại để vô không à. Rồi, cái này cũng khó nha. Đỏ xanh nước biển, xanh lá cây, xanh nước biển. Hay là đỏ xanh lá cây, xanh nước biển, xanh lá cây. Anh nhớ là có xanh nước biển hai lần hay sao á. Rồi, em sẽ chọn câu C, em cũng nhớ là nó trùng màu. Câu C hả? Ừ, chọn câu C. Rồi, anh chọn câu A, anh nghĩ câu A. Ừ. Em chắc chắn là câu C đúng không? Ừ, chắc chắn rồi. Em chơi lâu em biết mà, em gạnh lắm. Rồi, mình sẽ chọn câu A nha. Ui. Em chơi lâu em biết mà, em gạnh lắm. Mày câu C. Cái vỏ thực đầu tiên có thể mua trong Blockfood là cái gì? Nói ra. Rồi, quá dễ luôn. Đắc Led hay Đắc Step? Chọn câu C. Anh nhớ là cái đắc gì á, chứ không phải Dead. Ok, anh đúng rồi đó. Ôi, đúng rồi, chọn. Ôi, câu này khó rồi không? Mastery để có thể biến hình cái siêu này là bao nhiêu? 350 hay 300? À, khó vậy ta? Từ ra để nhớ nha, 350 hay 300 trời. Thôi được rồi, anh có câu trả lời đó, em chọn câu nào? Chỉ có là 300 thôi, em sẽ chọn 300. Ừ, anh cũng chọn 300 nữa. Thử nha. Ôi, hay vậy. Ủa cái gì vậy? À, cái này là tăng độ khó rồi. Tăng độ khó lên rồi. Nãy giờ ở mức dễ đó ha. Nãy giờ là khởi động thôi nha. Trái bom trị giá bao nhiêu tiền? Ừ, cái này khó thiệt à, đó giờ anh xài Robux không à. Ây da, nhiêu ta. Em chọn đi, em chọn chưa? Em nghĩ là câu D. Câu D hả? Anh chọn câu A. Anh nghĩ câu A. Ôi! Ôi em đúng rồi. À, vậy là mình quề đúng không? Hồi nãy em cũng sai một câu mà. Ờ, quề, cái như quề đi. Ôi, okay, vậy quề. Cái title Nakama Forever là số mấy? Trời ơi. What? Má mới tăng một mức độ rồi mà nó khó như vậy đó hả? Ờ. Ôi, vậy là nãy giờ là khởi động thiệt đó hả trời. Em chọn số mấy? Anh nghĩ anh chọn đại nha. Anh sẽ xoanh câu C. Em chọn câu nào? Ờ, em cũng chọn đại nhưng mà em thích những cái số mà nó có số 7 á. Tại số 7 á. À, vậy em chọn câu A đúng không? Vậy anh chọn câu C nha. Phải. Và câu hỏi tiếp theo đó chính là ông bán thiền, ông bán bao nhiêu loại thiền? Em đang đếm, anh đợi em xếp. Ok, em có kết quả đó. 1, 2, có phải 3, là 4. 6 chiếc thiền không? Anh nghĩ là 5 à. Trời! What the fuck? Dạ. Tụi mình sai 3 câu rồi đó Phúc. À, chiến này phải kiểm tra lại kiến thức chơi Blockfood mới được các bạn ơi. Cái này phải ôn thi. Rồi, câu này em biết nè, chắc anh không biết đâu. Name on the Elite Pirate. À, câu này có nghĩa là hãy kể tên tất cả mấy con boss để lấy cái cúp của Rip In ra. Anh nghĩ là câu A, em chọn câu nào? Rồi, em chọn câu C, anh sai rồi. Anh chọn câu C hả? Sao? Trời! Em nhớ chữ Dan Rare chứ phải chữ Dante. À, anh nhớ chữ Đờ nhưng mà không biết cái gì. Đờ thiệt chứ. Câu này là số fragment tối đa mày có thể nhận được từ cái red là bao nhiêu? Anh nghĩ là câu C á. Sao là mẹo? Có thể nó không phải câu C đâu. Đố mẹo hả? Anh nghĩ câu này đơn giản, kiến thức đơn giản mà ta. Anh nghĩ câu C á. Thôi nhưng mà em sẽ chọn hay anh, em tin anh câu C. Vậy anh chọn câu D. Em anh. Cái gì trời? Ơi, thằng này nó không có chính kiến các bạn ơi. Ôi, mình tính lật kèo ai ngờ.
À, con boss nào drop cái item đắt đắt gơ, rip in ra. Chuẩn luôn, cái này em nhớ anh đánh hoài không ra. Ờ, cái này anh có làm một cái video riêng về nó luôn rồi đó. Để mua cái haki màu bình thường này, em phải tốn bao nhiêu fragment? Ôi, con này dễ, dễ ẹt luôn á. Ờ, em sẽ chọn... câu nào? Câu C. Gà, câu B mới đúng. Easy. Cái súng thường duy nhất trong game là gì? Game có piston hả? Game là gì có piston? Có cái súng lột. Khó đúng không? Oh my god. Khó chứ vậy. Ờ, anh cũng chọn sling shot nữa, hay á, tính ra cũng hay á. Nè, cái câu hỏi này là kiến thức thật sự của những người chơi lâu năm nè. C3 được add vào cho update nào? Chắc là không chơi lúc update đó đâu đúng không? Ờ, update đó em bị thi rồi. Em nghĩ là nó chầm 2 năm trước rồi thì chắc nó là update 15. Sai rồi cô. Đôi. Ui. Vãi. Mình hay quá các bạn ơi. Mình đùa thôi các bạn, kiểu mình cũng biết mà tại mình đùa thôi. Ai update mà tụi mình đang ở hiện tại là bao nhiêu nè? Cái này thì quá dễ rồi, nó là update 21.1. À 24.1. Chắc chắn không phải câu A với câu B rồi đó, chứ còn hai câu này thôi. Anh chọn câu D, em chọn câu nào? Em chọn câu B, anh đi gì vậy? Em nhớ là có chữ 24 BB nhau, cái nó để update 24 vậy. Em đó. Chọn câu B thiệt hả? Ê, chắc nhiên rồi. What the hell bro? Ui, tăng độ khó rồi Phú ơi. Trời, có bao nhiêu cây kiếm mystical trong game? Ủa dễ vậy, em chọn câu B. Vậy lần này anh chọn cho em nha. Trời, muốn em liệt kê không? Cái nào? Halo nè, Triple Katana, Dark Blade, cây Song Kiếm Odin, rồi cây Triple Yoru. Sao em giỏi dữ vậy? Haki quan sát mức độ mấy sẽ né được 8 lần. Khó rồi nha, anh nghĩ mức độ 8. Em nghĩ mức độ 7. Sao kỳ vậy? Tại chắc chắn không phải câu 8. Mấy cái này em mua cuốn sách vua trắc nghiệm có nói. À, thì ra em có ôn thi trước hả? Má cây gì vậy? Đúng rồi, quá cây gì vậy? Ai câu này khó nè, đâu không phải là cái trial để thức tỉnh tộc. Trial of Trend, cái này là của Human nè. Trial of Speed là của tộc Minh. Trial of Machine là của Cyborg hả, phải không ta? Nghĩ vậy á. Ờ, vậy chọn câu B đi, anh nghĩ câu B á. Ờ, em cũng chọn câu B nữa. Em cũng chọn câu B luôn. Ờ, câu này cũng hơi dễ, câu này liệt kê rồi biết. Trời, kinh nghiệm của cái Bandit West cho bao nhiêu vậy? À, bữa trước anh có quay video nhớ nè. Anh nghĩ là câu D á, em tin anh không? Câu nào các bạn không biết, cứ chọn toàn D cho mình. Đồ trời. Anh tính chọn B rõ ràng thiệt luôn á ba. Nói vậy nha em, anh thi 10 điểm mẹ rồi. Ôi, trái quỷ nào không có dạng thức tỉnh? Dễ vậy. Blizzard. Ờ, với Blizzard trái nào? What the hell? Trái này BB mỗi ngày luôn á. Đâu không phải là trái quỷ gốc được thêm vào trong update 1. Trái bơm. Trái bơm phải không? Không phải. Cái câu này em nghĩ là câu trời. Mình chọn sai nữa. Câu C mà phải cái chữ vậy chứ. Rồi, câu tiếp theo có bao nhiêu hòn đảo trong C3 để mình điểm nhẩm trong đầu các bạn, đừng cho bị đắc biết. Em biết luôn rồi. Mấy cái câu này á thì chỉ cần tận dụng xíu kiến thức thôi. C3 nó rất là rộng, cứ chọn câu nào có đáp án tối đa mình chọn thôi. Thôi mình chọn câu D. Má, mình chọn câu D anh ta hay là câu C? 8 đảo hả? Trời đất ơi. C3 mà 8 đảo. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với mức độ impossible. Có nghĩa là những câu hỏi này sẽ không thể trả lời được luôn. Em sẵn sàng nha Phú? Sẵn sàng. Thôi, đến với câu đầu tiên. Nguyên liệu nào không tồn tại trong block food? Ờ, em biết rồi đó. Anh nghĩ là câu B á. Em nghĩ là câu D. Trời hay gì vậy? Anh nghĩ câu D là của con quái bên hai từ cái sò chứ. À, con NPC nào cho em thấy cái cảnh đánh nhau giữa Rip In Ra và My Game. Em biết luôn rồi đó, em biết luôn rồi đó. Anh quên tên đó rồi. Rồi thì chọn câu C chung với em luôn. Ôi, sao là con B? What? Erin là cái thằng trong Attack on Titan mà. Hình như phải. Nó tên Erin chứ quên. Và câu hỏi cuối cùng đâu chính là kỹ năng thật sự của admin. À, câu này anh biết rồi, câu này anh biết rồi. Em chọn đi, bữa trước anh có làm video phân tích cái này rồi. Jawarudo. Em nhớ coi có một clip này admin triệu hồi mấy người chơi một cái không gian khác, nên em sẽ chọn câu C. Gà, câu A. Black Miller là gì, chủ cột hả? Ôi easy, tụi mình được 19 trên 27 điểm nha các bạn. Nhưng mà cuối cùng người chiến thắng vẫn là Vedat. Wow, mình nha các bạn.